Giữa tâm báo bầu cử, Tổng thống Biden gặp trở ngại lớn. Vừa qua, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, một nhóm nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi chiến dịch tranh cử năm 2024. Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện, có bốn nghị sĩ đều lên tiếng ủng hộ thay đổi ứng viên Tổng thống của Đảng này. Các nghị sĩ này đều là những thành viên cấp cao trong các ủy ban quan trọng tại Hạ viện, gồm Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Hành chính, Ủy ban các vấn đề cựu binh và Ủy ban Quân vụ. Cuộc họp được tổ chức trước khi các nhà lập pháp quay trở lại Washington trong tuần này, chứa đựng mối quan ngại sâu sắc về tương lai của Đảng Dân chủ. Về phần mình, ông Hakim Jeffries không đưa ra quan điểm về việc liệu Tổng thống Biden có nên tiếp tục tái tranh cử hay không. Về phần mình, ông Hakim Jeffries không đưa ra quan điểm về việc liệu tổng thống Biden có nên tiếp tục tái tranh cử hay không. Một trong những mối lo ngại mà nhóm nghị sĩ đưa ra trong cuộc họp kéo dài gần 2 giờ là Đảng Dân chủ sẽ mất cơ hội chiếm đa số tại Hạ viện nếu ông Biden là ứng cử viên. Cuộc họp khá gay gắt, một trợ lý cấp cao của Đảng Dân chủ nói với CNN. Trước đó, có 5 hạ nghị sĩ đã công khai kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống. Tuy vậy, vẫn có một số nghị sĩ dân chủ như Maxine Grutter và Bobby Scott đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Biden. Sau màn thể hiện được cho là thiếu thuyết phục của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận với người tiền nhiệm Donald Trump hồi tuần trước, ngày càng có nhiều nghị sĩ dân chủ kêu gọi ông Biden rời khỏi cuộc đua. Không chỉ ở Hạ viện mà ngay cả ở Thượng viện, một số nghị sĩ được cho là đang thảo luận về tương lai phía trước của ông Biden.